không có điện, không có trạm và cả không có sóng điện thoại. Chỉ có con đường đang được mở là hiện trạng của xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, huyện xa thứ hai của tỉnh Cao Bằng. Trường phổ thông cơ sở Sơn Lập cũng được thành lập tạm với một điểm trường chính và 4 điểm trường phụ. Có tất cả 485 em học sinh, gồm cả bậc mầm non, tiểu học và cấp 2. Những lớp học tạm, gió thấp tứ phía, hệ có bão là tốc mái. Có những hôm trời mưa to bão lớn thì giáo viên phải cho học sinh nghỉ học. Một năm học thì có đến vài lần nhà trường phải vận động phụ huynh đến để sửa chữa trường lớp. Lớp học đã vậy, bàn ghế học sinh cũng chỉ là những cọc tre, mảnh ván ghép lại cho các em ngồi. Ở đây thì về cái thời tiết rất là khắc nghiệt, cho nên là học sinh đi học cũng không được đồng đều. Lớp học là tạm bợ, toàn là bằng hàng rào, cọc tre thôi, cho nên là học sinh những cái hôm mà lạnh ấy thì là học sinh ngồi trong lớp rồi co ro cùng rúm. Lớp học tạm, văn phòng hội đồng tạm, cả những chiếc tủ đựng tài liệu hay giá để sách cũng thiếu. Không chỉ học sinh thiếu thốn, giáo viên cũng chưa có đủ thiết bị giảng dạy và phải ở trong những ngôi nhà tạm chật hẹp, thiếu điều kiện sinh hoạt và làm việc. Cái trước mắt bây giờ là chúng tôi mong muốn là xây dựng trường cho nó khang trang một chút để chúng tôi an tâm trong công tác dạy học. Do địa hình là núi, nhiều em phải đi bộ hơn 2 giờ mới đến được trường học. Vì vậy có phụ huynh phải dựng những túp lều tạm gần trường để tiện cho con đi học. Học sinh, kể cả mẫu giáo, phải nắm cơm đi học. Ngày đông băng giá, nhiệt độ có lúc đến 2 độ C. Những em bé này vẫn ăn những nắm cơm nguội đem từ nhà. Dù khó khăn, nhưng các em vẫn cần mẫn vượt núi để đến trường học chữ.